Những bộ phim Thanh xuân vườn trường luôn chiếm được cảm tình của đông đảo các khán giả, nhất là những thước phim học đường của điện ảnh Hoa ngữ. Nếu bạn yêu thích thể loại phim này, thì đừng bỏ qua top 10 bộ phim chúng mình giới thiệu trong video sau đây nhé! Bộ phim đầu tiên, Đừng rung động vì anh. Đừng rung động vì anh kể về Nhạc Thiên Linh, Châu Dã thủ vai, vốn yêu thầm Cố Tầm, Lâm Nhất thủ vai từ lâu. Cuối cùng trước khi Cố Tầm sắp tốt nghiệp, Thiên Linh đã tỏ tình với anh nhưng anh lại từ chối cô. Dưới cơn mưa tầm tã, Nhạc Thiên Linh buồn bã trở về ký túc xá, liền đăng nhập vào game giết hơn chục mạng nhân vật. Lúc này cậu bạn trong game vốn lạnh lùng nhưng nay lại chủ động hỏi thăm quan tâm đến cô. Tuy nhiên không ai ngờ cậu bạn đó lại là Cố Tầm, còn người con gái Cố Tầm thầm yêu lại chính là Nhạc Thiên Linh. Bản thân anh chàng lúc này mới nhận ra đồng đội anh yêu hóa ra lại là cô gái anh từ chối trong đời thực. Bộ phim thứ hai, Muốn mãi mãi yêu. Muốn mãi mãi yêu là câu chuyện tình yêu giữa Hoàng Doanh Tử, Dương Tử thủ vai và Tưởng Dực, Phạm Thừa Thừa thủ vai. Họ vốn quen nhau trong một tai nạn và dần trở nên thân thiết với bốn người bạn là Tràng Viễn, Phương Minh Vũ, Quan Siêu, Lam Diệt Phi. Ngoài sự gắn bó với nhau bởi tình bạn, Hoàng Doanh Tử và Tưởng Dực còn len lỏi thứ gọi là tình yêu đối với đối phương. Cũng chính vì vậy, họ được coi là thanh mai trúc mã của nhau. Vốn tưởng sẽ cùng nhau lớn lên, nhưng biến cố đã xảy ra với cả nhóm bạn 6 người trong lúc thi đại học. Cũng vì biến cố này mà mỗi người một phương không còn gặp lại nhau. Sau nhiều năm xa cách, nhóm bạn 6 người có cơ hội gặp lại nhau khi Quan Siêu thông báo kết hôn. Lúc này họ đã không còn là những đứa trẻ đầy mơ mộng và đã trở thành những con người chín chắn ở tuổi 30. Thời gian đã thay đổi nhiều thứ, nhưng có thứ gọi là tình cảm thì lại không hề thay đổi. Hoàng Doanh Tử và Tưởng Dực cũng vậy. Liệu rằng thứ tình cảm vẫn còn đó, nhưng họ có thể đến với nhau hay không? Bộ phim thứ ba, Giữa cơn bão tuyết. Giữa cơn bão tuyết kể về chuyện tình của hai cơ thủ bi đa. Ân Quả, Triệu Kim Mạch thủ vai, lần đầu tới Hà Lan thi đấu quốc tế lại gặp đúng đêm bão tuyết. Cô và em trai họ vất vả nhờ người tìm khách sạn. Cũng vô tình gặp rồi được Lâm Diệc Dương, Ngô Lỗi thủ vai giúp đỡ. Anh là thiên tài bi đa, nhưng cũng vì tranh chấp quá khứ mà dứt khoát từ bỏ con đường chuyên nghiệp. Cả hai cảm mến, yêu nhau, sau đó cùng đạt tới đỉnh cao của giới bi đa. Bộ phim thứ tư, Niệm Niệm Tương Vong. Niệm Niệm Tương Vong xoay quanh câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, nhưng cũng đầy day dứt của nữ chính Hứa Niệm Niệm, Lưu Hạo Tồn thủ vai, và nam chính Dương Tứ Hỏa, Tống Uy Long thủ vai. Hứa Niệm Niệm vì một hiểu lầm mà gây thù kết oán với Dương Tứ Hỏa. Mối quan hệ của cặp đôi lúc đầu là oan xa ngõ hẹp, khi Dương Tứ Hỏa hết lần này đến lần khác nghĩ đủ mọi cách gây phiền phức cho đối phương. Bộ phim thứ 5, Luyến tiếc những vì sao. Nội dung phim kể về Tưởng Thời Diên và Đường Dạng là bạn cùng lớp cấp 3 và cũng là bạn bè thân trong suốt 10 năm. Đường Dạng và Tưởng Thời Diên đã cống hiến nhiệt huyết cho công việc của họ trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng và truyền thông sau khi ra trường. Trong quá trình xây dựng sự nghiệp, niềm tin và sự hiểu biết ngầm mà họ vun đắp ở tuổi thiếu niên đã vượt qua nhiều thử thách khác nhau và trở thành tình yêu chân thành đẹp đẽ. Cả hai tiến từ bạn cùng lớp, bạn bè trở thành người yêu và bạn đời, rèn giũa tình yêu và cùng nhau lập một gia đình. Bộ phim thứ 6, Cô ấy độc nhất hữu nhị. Bộ phim kể về sự trưởng thành của một kỹ sư AI và một cô gái thực tập giáo dục mầm non. Cố Cửu Lễ là một kỹ sư AI sáng lập công ty Cửu Thiên Khoa học và đam mê nghiên cứu phát triển robot chăm sóc. Trong khi đó, Hạch Tịnh là một sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non và đam mê ca hát, nhưng không được mẹ ủng hộ. Hạch Tịnh chỉ có thể trở thành một streamer hát trực tiếp vào ban đêm và làm thực tập sinh tại công ty Cửu Lễ vào ban ngày. Với hai thân phận khác nhau và tính cách khác nhau, Cửu Lễ không nhận ra rằng Hạch Tịnh và cô ấy thực chất là cùng một người. Điều này dẫn đến một loạt tình huống hài hước. Bộ phim thứ 7, Sinh mệnh như hoa, ái như mật. Phim kể về một sinh viên hàng đầu khoa Trung Quốc. Cô là một cô gái tài năng, xinh đẹp và luôn tin vào tình yêu thiêng liêng. Mối tình đầu của cô là một chàng trai điển trai học giỏi và yêu thương Lục Khả say đắm. Tuy nhiên mối tình của họ kết thúc trong vô vọng. Sau đó cô gặp người sau có tính cách trái ngược. Liệu chuyện tình cảm của cô tới đâu? Cùng đón xem bộ phim này nhé! Bộ phim thứ 8, Tôi mộng giữa ban ngày. Bộ phim xoay quanh Lâm Ngữ Kinh, một nhà thiết kế nội thất tài năng nhưng lại mắc chứng mất ngủ mãn tính. Để giải tỏa căng thẳng, cô thường tưởng tượng ra những câu chuyện lãng mạn với người bạn thân Phó Minh Tu. Một ngày nọ, Lâm Ngữ Kinh gặp gỡ Thẩm Quyện, một nhà văn bí ẩn có ngoại hình giống hệt Phó Minh Tu trong tưởng tượng của cô.
Ngay lập tức, cô bị thu hút bởi Thẩm Quyện và họ bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên, Lâm Ngữ Kinh dần nhận ra rằng Thẩm Quyện không hề đơn giản như cô tưởng. Anh ta ẩn chứa nhiều bí ẩn và có liên quan đến một vụ án bí ẩn trong quá khứ. Bộ phim thứ 9, Rất nhớ anh. Bộ phim kể về mối tình giữa Cố Thanh, một nghệ sĩ lồng tiếng tài năng, và Mạc Thanh Thanh, một bác sĩ tim mạch. Bắt đầu khi Cố Thanh có cơ hội hợp tác với người mà cô luôn khao khát, crush trong lòng mình. Cô không chỉ thích thú với giọng nói mê hoặc của Mạc Thanh Thanh mà còn bất ngờ khi phát hiện ra anh chàng này là một bác sĩ tim mạch kiêm người hùng đẹp trai. Mặc dù Cố Thanh đã đổ đứ đừ với sự hoàn hảo của Mạc Thanh Thanh, nhưng cô không biết rằng crush của mình thực sự cũng ô mê giọng hát tuyệt vời của mình. Khi hai người tiếp xúc và gặp gỡ nhau, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Mạc Thanh Thanh quyết định theo đuổi Cố Thanh bằng cách sử dụng con đường dạ dày với những món ăn ngon do chính tay anh nấu. Những bữa ăn này không chỉ tạo ra những khoảnh khắc hài hước và ý nghĩa mà còn kích thích những cảm xúc sâu sắc giữa họ. Điều này làm nảy sinh một mối quan hệ đầy sáng tạo và đẹp đẽ giữa nghệ sĩ lồng tiếng và bác sĩ tim mạch. Bộ phim thứ 10, Những tháng năm tuổi trẻ không thể quay trở lại. Bộ phim kể về La Kỳ Kỳ có một sự nghiệp học đường khá độc đáo. Sống sót qua những năm tiểu học cô đơn, cô chuyển sang giai đoạn khá hỗn loạn khi học cấp 2. Giờ đây, khi đã là học sinh cuối cấp trung học, cô phải đối mặt với những thách thức không thể tránh khỏi khi chuyển sang tuổi trưởng thành. Chưa bao giờ là học sinh giỏi, áp lực thi đỗ đại học và vào được trường đại học danh tiếng đôi khi thật không thể chịu nổi. May mắn cho Kỳ Kỳ, bản tính bướng bỉnh của cô có nghĩa là cô ấy không chịu chấp nhận thất bại, ít nhất là trong hầu hết các trường hợp. Thật không may, điều tương tự không thể nói được khi nói đến tình yêu. Là bạn bè thân thiết với Tô Tiểu Bảo trong nhiều năm, Kỳ Kỳ gần đây bắt đầu nhận ra rằng việc hiểu mối quan hệ của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đôi khi có vẻ như tình cảm của anh ấy dành cho cô ấy đã phát triển thành một thứ gì đó vượt ra ngoài tình bạn, nhưng những lúc khác có vẻ như họ chẳng hơn gì những người quen cũ. Đấu tranh để hiểu được phần lớn cuộc sống của mình, Kỳ Kỳ dấn thân vào cuộc hành trình trưởng thành, tình yêu và bạn bè. Liệu những bài học cô học được khi còn trẻ, liệu có dẫn cô đến một tương lai tươi sáng hơn hay không? Vừa rồi là top 10 bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường Hoa ngữ mới đáng xem nhất hiện nay. Bạn yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé! Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh Hóng Cbiz để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhất nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!